Thành ra sẽ được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả, quý phụ huynh và quý vị cũng đang theo dõi chương trình tám chuyện trưa cùng bác sĩ Nhi Đồng. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thông mến, hen suyễn là một bệnh lý mạng tính nhưng cũng có những cơn cấp tính, gây khó thở, đôi khi là nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh vẫn chưa thực hành đúng cái việc điều trị và chăm sóc trẻ tại nhà. À, và chính vì thế, chương trình ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề là những sai lầm cần tránh trong quản lý điều trị hen suyễn trẻ em tại nhà. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thanh Ráp xin trân trọng giới thiệu có Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai Lý Kiều Diễm là trưởng khoa nội tổng hợp của bệnh viện Nhi đồng thành phố. Dạ, thanh ráp sẽ được mến chào bác sĩ Diễm ạ. À. Chào thanh ráp và mến chào quý vị phụ huynh. Dạ, à, thưa bác sĩ thì đầu tiên thanh ráp muốn hỏi là đối với các bạn nhỏ thì khi gặp phải căn bệnh hen suyễn này thì sức khỏe của trẻ sẽ ra sao? Nếu mà khi mà trẻ lên cơn, lên cơn cấp mà phụ huynh chúng ta không nhận diện, không xử trí kịp thời thì ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ? À? Um, um, quý vị phụ huynh thân mến, hen uh, suyễn là một trong những bệnh lý viêm mãn tính của đường hô hấp và nó đặc trưng bằng những cơn khó thở hay yeah. người ta gọi là những cái lên cơn của trẻ và những cái việc mà lên cơn trẻ này mỗi một lần mà trẻ lên cơn suyễn thì người ta ví như đó là một cái vấn đề cấp cứu yeah. cần phải đưa trẻ đi đến bệnh viện ngay như vậy thì cái việc mà trẻ lên cơn đó chính là cái luồng không khí ở từ ngoài không đáp ứng được cái nhu cầu oxy của trẻ làm cho trẻ khó thở và trẻ thở rất là nhanh và môi trẻ có thể tím tái, chính vì vậy mà cần phải cấp cứu để đưa lượng oxy vào trong phổi của trẻ. À, quý vị phụ huynh phải nhận biết được khi nào con mình lên cơn xuyển, trừ những trường hợp mà quý vị phụ huynh có con lần đầu lên cơn xuyển thôi. Chứ nếu như quý vị phụ huynh tuân thủ theo những dấu hiệu mà những theo dõi à, nghiêm ngặt của trẻ thì trẻ có thể được à, xử trí qua cơn một cách nhanh chóng. Những dấu hiệu lên cơn xuyển của trẻ đó là trẻ khó thở, trẻ phạt phòng cánh mũi thở không thở cái cơn thở ra rất là khó khăn và đồng thời trẻ có những cái đứa trẻ khác có thể là thở co lẫm ngực và có thể khó, khó thở dạ. những đứa nói không được. Dạ vậy thì khi mà một đứa trẻ lên cơn hen suyễn ngay tại nhà thì phụ huynh chúng ta cần phải xử trí như thế nào thưa bác sĩ? À, đối với một số trẻ mà lên cơn hen suyễn lần đầu nếu như những cái cơn mà nhẹ và trung dạ. bình thôi thì quý vị phụ huynh có thể cho trẻ ở nhà thở phun khí dung phun khí dung hoặc là xịt cái uh, thuốc mà giãn phế quản uh, ngắt cơn của trẻ bình xịt định liều. Yeah. Còn đối với những trường hợp mà nặng hoặc là khi mà sau khi phụ huynh xử trí những cái trường hợp mà trung bình hoặc nhẹ đó, trẻ vẫn không khỏi ra được cái cơn khó thở, trẻ khó thở nhiều hơn, vã mồ hôi, tím tái, uh, thở co lõm ngực thì nhất định quý phụ huynh phải đem tới cái chỗ nào cấp cứu yeah. gần nhất hoặc là cái bệnh viện chuyên khoa nhi gần nhất để có thể xử trí kịp thời cho trẻ dạ à, khi mà trẻ lên cơn hen suyễn tại nhà như vậy thì phụ huynh chúng ta nên làm gì và không nên làm gì câu hỏi này thì đã tập trung vào những cái uh, ông bố bà mẹ lần đầu tiên làm bố làm mẹ và cũng là lần đầu tiên con mình gặp phải với cái cơn này thì cũng rất là lúng túng thì nhờ bác sĩ chị có thể chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả đối với những trường hợp mà trẻ lên cơn suyễn lần đầu À, hoặc là những cái bố mẹ mà mới thấy con chỉ bị mà ho khò khè thôi yeah. không biết được là trẻ đã, không được chẩn đoán trước đó là trẻ đã lên cơn xuyển rồi á thì quý vị phụ huynh phải chú ý rằng cho trẻ ngồi dậy cho trấn an tinh thần của trẻ và cho trẻ hít thở từ từ thật là chậm à, chúng ta có thể đem trẻ tới những cái cơ sở y tế gần nhất để trẻ được phun khí dung yeah. nếu như ở nhà có được cái bình phun khí dung thì chúng ta có thể phun đối với cái thuốc giãn phế quản sẵn tuy nhiên đối với những trường hợp mà cha mẹ lần đầu hoặc là lên cân lần đầu đó thì trẻ cần phải được đưa tới cơ sở y tế để có thể được cho thuốc giãn phế quản đúng đúng giờ và để có thể kịp thời cho thuốc để giãn phế quản trẻ ra để trẻ bớt cái tình trạng khó thở này hơn dạ và cũng có nhiều phụ huynh hỏi rằng là khi mà con của mình lên một cái cơn cấp như vậy đặc biệt là trong thời gian giữa đêm chẳng hạn hoặc là đang ở một cái nơi nào xa du lịch không có tiếp cận được cái cơ sở y tế gần nhất thì chúng ta cần phải làm gì ngay lúc này có cần phải đợi cho trẻ tử hết hoặc là thuyên giảm hoặc là chờ trời sáng hơn hay không thì chúng ta mới đưa bệnh viện thưa bác sĩ thật sự thì đối với trường hợp mà hen suyễn đó chính là trường hợp co thắt cái phế quản mà cái phế quản là cái nơi dẫn khí đi vào trong phổi khi mà chúng ta hãy tưởng tượng rằng cái đường thở á nó bị co bóp lại nó còn nhỏ xíu như vậy thì cái luồng không khí đi vào trong phổi càng ngày sẽ càng giảm yeah. như vậy sẽ dẫn đến trẻ thiếu oxy và đặc biệt là những cơ quan ví dụ như thiếu oxy não trẻ sẽ lơ mơ hoặc là thiếu oxy thận trẻ sẽ ít tiểu hoặc là trẻ sẽ bị vã mồ hôi ví dụ như vậy thì những cái trường hợp đó rất là hiếm cái trường hợp mà trẻ có thể tự khỏi cho dù là ban đêm cho dù là ở cách xa đi chăng nữa chúng ta vẫn phải đi ra những cái chỗ nào mà có chuyên khoa bởi vì xuyển là một bệnh lý rất là đặc biệt cần phải có thuốc đặc trị yeah. để có thể giãn được cái phế quản ra để cung cấp oxy vào trong phổi và đưa oxy đi tới các cơ quan. Các quý vị phụ huynh không được trần trừ để trời sáng yeah. hoặc là các quý vị phụ huynh không được đưa cho con uống thuốc đại một cái thuốc nào đó để hy vọng rằng trẻ có thể qua cái cơn rồi sáng trở đi hoặc là đi xa quá sau đó. Chính vì vậy chúng ta phải xuyến là một tình trạng cấp cứu mà cần phải nhấn mạnh để quý vị phụ huynh lưu ý dạ yeah. một tình trạng cấp cứu mà chúng ta cần phải nhấn mạnh như bác sĩ vừa đề cập là khi mà chúng ta thấy con của mình có những cái dấu hiệu như bác sĩ vừa kể thì cách tốt nhất và nhanh nhất là quý vị hãy đưa các bé đến trạm y tế gần nhất càng sớm càng tốt để mà đừng có đợi cái vấn đề này để ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn đến trẻ và kể cả là tính mạng à, quay trở lại cái vấn đề khi mà chăm sóc quản lý căn bệnh này tại nhà thì nhiều phụ huynh cũng rất là bâng khuâng không biết có nên cho con bình an cái gì hoặc là kiên cử cái gì hay không thưa bác sĩ À, đối với trường hợp mà trẻ đã được chẩn đoán là xuyển á, thì bác sĩ thông thường á, sẽ cho một cái số loại thuốc để có thể phòng ngừa xuyển cho trẻ quý vị phụ huynh phải lưu ý rằng chúng ta phải sử dụng thuốc đúng liều đúng chỉ định để trẻ có thể mau chóng bình phục à, về vấn đề dinh dưỡng và ăn uống ngoại trừ trẻ bị dị ứng đối với một số thuốc một số loại thức ăn thì chúng ta cần phải theo tuân thủ theo sự chỉ định của bác sĩ còn việc mà trẻ à, không tự nhiên cái người nhà nói là nghe theo lời của yeah. dân gian chẳng hạn à, không ăn hải sản không ăn thịt bò tôm cua gì đó tại vì những cái đó sẽ làm cho trẻ bị à, lên cơn chẳng hạn thật sự đối với những trường hợp như vậy thì đối với ngoại trừ trẻ bị dị ứng thức ăn sẽ làm tăng nguy cơ cái việc lên cơn xuyển hen xuyển của trẻ còn nếu như không có dị ứng thức ăn trẻ vẫn ăn hải sản bình thường từ trước tới giờ thì trẻ vẫn tiếp tục được ăn uống như bình thường bởi vì nếu chúng ta kiên khem quá thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển dinh dưỡng của trẻ dạ yeah. à, ngoài cái vấn đề dinh dưỡng thì cái vấn đề trong sinh hoạt khi mà trẻ chạy nhảy vận động thì các phụ huynh cũng rất là lo lo khi mà con mình vận động quá sức chạy nhảy như vậy thì ảnh hưởng trẻ lên cơn hen cấp bất cứ lúc nào à, chính vì thế mà có nhiều phụ huynh cũng đi tìm các bệnh viện và xin cái giấy để mà gửi cho các thầy cô đang dạy một thể dục ở trẻ là thôi đừng cho con học thể dục vậy thì liệu rằng có phải do con của mình chạy nhảy vận động nó lên cái cơn hen cấp hay không thưa bác sĩ Diệm hen suyễn thì nó có rất là nhiều hình thức ví dụ như là hình thức là khi trẻ tiếp xúc với khói bụi thuốc lá à, thì trẻ lên cơn hen suyễn thì lúc đó mình sẽ tránh những cái những cái kích 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 ứng đó để làm cho trẻ không có bị lên cơn hen xuyển Ví dụ như là trẻ bị dưỡng với trẻ mỗi lần mà trẻ nghe hết mùi thuốc lá hoặc là tiếp xúc với lông chó, mèo vậy đó thì trẻ lên cơn hen xuyển thì chúng ta phải cách ly cái dị nguyên đó để kích thích cho trẻ không cho trẻ lên cơn hen xuyển Còn đối với trường hợp mà hình thức mà trẻ mà thường hay bị vận động á thì lên yeah. cơn hen xuyển ví dụ như trẻ chạy nhảy, trẻ năng động quá đó rồi trẻ mệt rồi kích thích trở lên cơn hen suyễn thì đúng là những trường hợp đó chúng ta phải phải nên hạn chế thôi chứ không phải là hoàn toàn cắt đứt à, một số trường hợp mà đối với suyễn mà do vận động lên cơn khi vận động chúng ta có thể trước khi vận động chúng ta có thể xịt một cái loại thuốc cắt cơn à, để cho trẻ khi mà chúng trẻ cho trẻ vận động thoải mái rồi trẻ vẫn sinh hoạt được bình thường à, bởi vì sao bởi vì thể dục thể thao nó làm tăng cái sức khỏe của trẻ tăng cái sự linh hoạt của trẻ và và làm cho cái cơ quan hô hấp cũng như là càng ngày càng được luyện tập tốt hơn cho nên chúng ta cũng không nên là hạn chế hoàn toàn yeah. cái việc vận động của trẻ thành Ráp biết là trong cái trong cái bóng đá đó yeah. có một số vận động viên mà chuyên nghiệp luôn yeah, nghe một cầu là. số cầu thủ rất là chuyên nghiệp ha là họ vẫn đá banh bình thường và trước khi đá banh họ sử dụng một loại thuốc là thuốc xịt đó yeah. trước khi vận động họ vẫn vận động bình thường chính vì vậy mà bác sĩ diễm cũng khuyên các quý vị phụ huynh rằng cần phải cân nhắc rất là cẩn thận cái việc mà uh, cho con mình tập thể dục bởi vì thể dục thể thao là một trong những yếu tố làm tăng sức đề kháng và tăng cái sự phát triển uh, về hô hấp của trẻ là uh, cũng là một trong những cái cách để mà trẻ có thể mau chống khỏi bệnh suyễn. Dạ rõ ràng là cái vấn đề bác sĩ chia sẻ thì hoàn toàn là chính xác và rất nhiều phụ huynh cũng rất là quan tâm và lo lắng thì cái đáp án vừa rồi của bác sĩ cũng đã một phần nào trả lời là quý vị có nên cho con của mình vận động hay không thật ra là, là vận động không những tốt cho sức khỏe mà còn cho trẻ phát triển một cái thể chất tốt hơn và về cái vấn đề này thì thành ra cũng nhận được rất là nhiều những cái thông tin là bố mẹ chia sẻ con bị buồn tại vì bạn bè cứ chơi đá banh đá bóng mà tại vì bố mẹ phụ huynh là sợ dặn con là con không có được chơi với các bạn con chỉ là học xong này con ở yên tại lớp thôi ra chơi bắt công lên cơn thì nó buồn đến là cái bạn nhỏ này bạn trở nên thu mình lại thì bạn sợ bạn sợ cũng lên một vài cơn hen cấp rồi nghe bố mẹ nói thì càng sợ hơn và dẫn đến là bạn hơi bị gọi là trầm cảm nhẹ một chút về cái vấn đề này rất cũng rất là đáng tiếc cho nên là chúng ta hãy cân nhắc cái việc này quý vị. Dạ à, quay trở lại là cái vấn đề điều trị thì ngoài những cái phát đồ mà chúng ta điều trị bằng thuốc của các bác sĩ thì phụ huynh có thể áp dụng những cái phương pháp từ tự, tự nhiên thiên nhiên hay không thưa bác sĩ Diễm. À, thật sự thì à, đối với những cái thuốc mà đã được à, tổ chức y tế thế giới công nhận hoặc là đối với những cái thuốc mà đã đi vào phát đồ điều trị hen suyễn rồi đó thì tất cả đều phải qua nghiên cứu hết yeah. và những nghiên cứu này chứng minh rằng những cái thuốc này có hiệu quả trong việc cắt cơn cũng như là trong việc phòng ngừa những cái trẻ suyễn này à, còn có một số loại thuốc dân gian ví dụ như bác sĩ Diễm biết á ví dụ như người ta nói lấy con thằng lằn ăn hoặc là lấy cái cái thuốc này thuốc kia uống hoặc là dạ. giả tỏi giả gì cho uống ha thì những cái biện pháp này à, nhìn chung là chưa có y học chứng cứ nào chứng minh rằng trẻ sẽ khỏi bệnh hoàn toàn chỉ dựa vào một phương pháp này à, tuy nhiên cái việc mà uống thuốc còn theo những cái phương pháp dân gian đó, nó có thể làm ảnh hưởng bởi vì nó có một số tác dụng phụ nó có thể ảnh hưởng đến những cái chức năng gan hoặc thận hoặc là có thể làm cho trẻ dị ứng và từ đó có thể làm cho cơn hen suyễn nặng hơn chính vì vậy mà quý vị phụ huynh cần phải biết rằng có những loại thuốc á nó có thể khi uống vào có thể làm lên cơn suyễn dạ. làm gây bộc phát ra cái cơn hen cấp của trẻ chính vì vậy mà chúng ta cần phải uống và điều trị đúng theo chỉ định của bác sĩ những thuốc nào cần thiết thì điều trị những thuốc nào không cần thiết, không có chứng cứ thì chúng ta không điều trị. Dạ. À, khi mà chúng ta chăm sóc, quản lý con của mình bị hen suyễn tiền nhà thì cần tránh những cái yếu tố nào để mà à, tránh khởi phát lên cơn hen thưa bác Diễm? À, Giống như bác sĩ Diễm nói đó là phòng bệnh còn hơn là chữa dạ. bệnh. À, đối với cơn hen á nó có một cái số yếu tố làm cho trẻ kịch phát lên cơn hen cấp. Ví dụ khói bụi, chó mèo, khói thuốc lá đó chính là những cái tác nhân mà gây hen suyễn thường nhất bởi vì đó chính là những cái tác nhân kích thích đường hô hấp làm cho trẻ lên cơn bộc phát à, chúng ta phải luôn luôn giữ cái môi trường xung quanh trẻ một cách trong lành một cách sạch sẽ nhất có thể ví dụ như ông bà ở nhà ông bà bố mẹ mà có hút thuốc lá thì vui lòng uh, nghỉ hút chẳng hạn hoặc là đi một nơi xa nào đó ha rồi mình hút thuốc lá rồi mình vệ sinh sạch sẽ ha, để gần những con trẻ của mình đối với những cái môi trường mà nhà có thảm hoặc là có thảm trải sàn yeah. uh, thì mình nên vệ sinh thảm uh, mỗi tuần hoặc là mỗi ngày rồi mình giữ uh, mình uh, vệ sinh môi trường xung quanh của trẻ một cách sạch sẽ để trẻ có thể không bị kích ứng đường hô hấp đối với những trường hợp mà trẻ bị dị ứng với thức ăn thì chúng ta cần phải để ý à, cái thức ăn của trẻ bị dị ứng là loại nào để có thể báo với bác sĩ điều trị có thể à, chẩn đoán để có thể làm cho trẻ à, thích ứng được với cái loại thức ăn đó mà không bị hen suyễn. Dạ, à, thưa bác sĩ Diễm một đứa trẻ mà bị à, hen suyễn thì có thêm những cái bệnh đồng mắt như thế nào nữa à? À, người ta nghiên cứu cho thấy là nếu bố mẹ mà bị viêm mũi dị ứng hoặc là bố mẹ bị chàm da thì cái tỷ lệ hen suyễn của con có thể tăng lên 20 đến 40 phần à, đối với một trẻ bị hen suyễn thì người thấy rằng người ta thấy rằng trẻ thường hay bị viêm mũi dị ứng là do cái môi trường khói bụi xung quanh và cộng với cái tỷ lệ là chàm da chàm da hay còn gọi là viêm da cơ địa thật sự thì hen suyễn đó là một bệnh lý viêm mãn tính và nó đi chung với cái việc viêm mũi dị ứng hay là hay là viêm da cơ địa đó cũng chính là do cơ địa của trẻ mà nó dễ mắc bệnh này và hơ thêm một cái nữa đó chính là người ta thấy ở những trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ mà dưới 5 tuổi đó thì có thêm cái tỷ lệ đó chính là bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì hai cái bệnh này nó thường hay đi song song với nhau, làm cái bệnh này làm nặng hơn bệnh kia và và ngược lại. Yeah. Chính vì vậy mà quý vị phụ huynh phải lưu ý cái trường hợp là cần trẻ cần phải được khám và tầm soát định kỳ theo chỉ định của bác sĩ dạ thành ra cứ hỏi một câu thực tế hơn là trong cái quá trình khám chữa bệnh của bác sĩ diễm thì bác sĩ nhận thấy đối với phụ huynh mà đang chăm sóc con của mình bị hen xuyển thì họ thường mắc phải những cái sai lầm nào khiến cho bệnh tình của con em mình nặng hơn thưa bác sĩ diễm à, có một vấn đề mà theo như thanh rác thấy yeah. đó đó chính là phụ huynh rất là khó khăn chấp nhận cái việc con mình bị hen suyễn, dạ. tại vì người ta cảm thấy rằng hen suyễn là một bệnh gì đó nó nặng lắm. Dạ. là cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà người ta đã hiểu được cái vấn đề là con mình bị hen suyễn bởi vì họ bị vì, vì em bé lên cơn nhiều lần chẳng dạ. hạn, thì cái vấn đề mà bác sĩ Diễm hay gặp đó chính là sử dụng thuốc. À, một khi đã được chẩn đoán hen suyễn rồi thì mình phải sử dụng thuốc một cách rất là lâu dài, phải nói là à, tính bằng năm, bằng dạ. tháng để kiểm soát được cái cơn hen của trẻ và làm dùng những cái thuốc cắt cơn của trẻ hoặc là dùng cái thuốc phòng ngừa cho trẻ thì thuốc này phải xài mỗi ngày và cái việc xài có thể kéo dài lên hàng năm. Yeah. Chính vậy mà mình, quý vị phụ huynh rất là lo lắng cái việc mà mình cứ đưa thuốc vào cho con mỗi ngày liệu nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ hay không? Thì nếu như À, quý vị phụ huynh lo lắng thì quý vị phụ huynh phải cân nhắc rằng cái việc mà chúng ta xài không đúng chỉ định con mình có thể lên cơn hen suyễn và phải đi cấp cứu bất cứ lúc nào nếu chúng ta xài không đúng chỉ định chúng ta xài đúng đúng chỉ định và theo như bác sĩ cho đúng phác đồ thì con em chúng ta có thể lui bệnh được dần dần và cái việc hen suyễn đó kiểm soát tốt và trẻ có thể không lên cơn hen cấp dạ à, có thể là cái vấn đề mà chúng ta tuân thủ theo các chỉ định của bác sĩ là một cái vấn đề rất là quan trọng thật ra không những cái căn bệnh hen suyễn mà thành ra còn thấy là đối với những cái căn bệnh gì cũng vậy phụ huynh của mình thường có một cái khái niệm chủ quan đó là à, khi mà nghe ai hoặc là con của ông này bà nọ cũng mắc cái căn bệnh giống con mình mà họ điều trị dứt điểm thì liền lật đật là xin họ cái to thuốc rồi về mua cho con của mình uống vô tội vạ luôn và kể cả những cái thuốc mà lên cơn các cơn thì cũng ra nhà thuốc mua mà không có đến khi mà cái sự chỉ định của các bác sĩ mà cái vấn đề đó là thật sự là sai lầm sai lầm rất lớn mà chúng ta phải nhấn mạnh trong cái chương trình ngày hôm nay à, quay trở lại cái vấn đề mà chúng ta muốn kiểm soát tốt à, tránh để trẻ là những cơn hen cấp ảnh hưởng rất là lớn và nguy hiểm tính mạng của trẻ như vậy thì phụ huynh khi mà có con của mình bị hen suyễn thì cần có một cái kế hoạch chăm sóc trẻ như thế nào kiểm soát ra sao là tốt nhất thưa bác sĩ diễm À, đối với những trẻ còn nhỏ còn đi học á, thì ha, chúng ta sẽ phối hợp với nhà trường với gia đình và với bác sĩ để có thể là à, phối hợp um, giáo dục họ cái cách là khi nào con lên cơn khi nào phát hiện con lên cơn và cô giáo cũng có thể phát hiện rồi ba mẹ cũng có thể phát hiện để có thể kịp thời đi đến bác sĩ để cắt cơn hang cho trẻ à, đối với ba mẹ chăm sóc con thì à, giống như bác sĩ Diễm đã chia sẻ là vệ sinh môi trường à, ăn uống đúng cách đồng thời phải tuân thủ theo điều trị cái việc mà tuân thủ không không theo điều trị đó chính là một cái sai lầm và có thể dẫn đến cho trẻ có thể đi cấp cứu à, đặc biệt là trong trường hợp mà đặc biệt là trong cái hiện nay trong thời đại hiện nay là thông tin quảng cáo trên mạng xã hội yeah. rất là nhiều và quảng cáo rất là nhiều bài thuốc mà có thể điều trị được bá bệnh và quý vị phụ huynh phải tỉnh táo trong những trường hợp này đối với trường hợp mà con chúng ta à, có thể được kiểm soát bằng thuốc và cắt cơn hen đúng rồi á, quý vị phụ huynh phải tuân thủ theo bác đồ và nên phối hợp với bác sĩ thường á thì bác sĩ sẽ hướng dẫn nếu như con đã điều trị đúng rồi thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng chúng ta mới có thể đi tái khám một lần. Cho nên quý vị phụ huynh phải sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con, cùng bác sĩ để vượt qua được bệnh hen suyễn cho trẻ. Dạ, à, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Diễm ngày hôm nay chia sẻ và cái ý bác sĩ Diễm vừa nhấn mạnh. Thành ra cũng muốn nói tất cả quý vị là hiện tại thì thông tin trên mạng vô cùng là tràn lan. Chúng ta không sợ thiếu thông tin, chỉ là chúng ta không biết kiểm chứng thông tin nào là đúng, thông tin nào là sai. Và cái vấn đề quan ngại nhất là họ lại dẫn linh là những cái thông tin đó để bán sản phẩm và những sản phẩm ấy luôn cho rằng chữa bách bệnh. Khi mà quý vị có con của mình mắc bệnh thì muốn vái lại tứ phương. Cái gì tốt nhất cho con của mình thì mình mua cho con mình uống nhưng mà cái vấn đề tốt nhất là bác sĩ điều trị cho con mình sẽ hiểu rằng bệnh tình của trẻ như thế nào và có một cái điều trị lâu dài chứ không phải là ngày một là ngày hai. Không có cái thuốc tiên nào mà có thể chữa dứt điểm trong ngày một ngày hai thưa quý vị. Mà cái vấn đề là chúng ta phải kiểm soát, phải tuân thủ, đặc biệt là những trẻ đang bị hen suyễn để mà tránh lên cơn hen cấp, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Và một lần nữa cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. À, Mến chúc tất cả quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. là cha mẹ ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo bệnh viện nhi đồng thành phố nơi chăm chút mầm xanh đất nước hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe